nhưng mà nó thất nghiệp nhiều quá cho nó làm nô tài thế giới đúng không? Mình phải mở cái chớp co từ tất cả thì mình bắt đi học hết, thằng nào cũng có nghề. Ví dụ như mình tính ruộng đất ở nhà nó có nhiêu thì đúng một người thôi, mà dương thằng á ta cho mà vô chớp co tất cả cái lĩnh hành, mở cái trường chớp co, nuôi nó học nó 3 tháng, đem máy CNC, đem máy xe hơi cho nó học xe hơi, đem đồ hàng cho nó hàng, everything, thì mình lại có một lực lượng lao động. Thì nó có việc làm thì nó hết có chửi vô phụ, nó hết có vô nghị. Bây giờ mày không có học thức, bây giờ mày làm bằng tay được không? Dư sức thì thu phí bằng cái đó. Thì nhưng mà trường chấp coi như Mỹ này nội chú vậy đó, mà dạy nghề thôi, chửi nó học không nổi nữa. Quan trọng nhất là cấm chất độc bia. Tất cả các vũ trường hay karaoke chỉ có thứ 6 với thứ 7 mày mở thôi. Thí dụ mà dùng trong mấy cây số á, mở đường cái, nghĩa là mình chỉ cần người dịch tiếng Mỹ thành tiếng Việt, lấy hết những cái luật lệ của Mỹ nè, những cái regulation, những cái mà của Mỹ nó làm á, mà cái nào không thích hợp thì mình bỏ ra, dịch cho tiếng Việt thì thành của quốc gia của mình. Đất của người ta á, ai mua là làm chủ luôn, chứ không có chuyện 50 năm ha. Ai đẻ Việt Nam mới được làm chủ đất. Xì dầu mày không có đẻ, mày đưa người ta mướn tiền hả? Mày bán rẻ lại. Rồi mình muốn đem cái văn hóa mình thụt lùi trước 75, mình phải cho những người mà sống ở Sài Gòn mà ở hải ngoại á trở về mua lại với cái giá tượng trưng.